ba một chuyện này, có nên nói không ta? Thì nói đi. Con nói gì à? Nói cái gì mà con chuẩn bị suy nghĩ đó. Ủa con nghĩ gì à? Con suy nghĩ những gì con chuẩn bị nói đó. Ủa con nói gì đâu? Nói những gì con suy nghĩ. Ủa con nghĩ gì à? Suy nghĩ những gì con chuẩn bị nói. Ủa con nói gì đâu? À mà. Ây cha, đào quá. Ba mới đi lễ về hả? Ba đi xin tội hả? Ủa ba có tội sao ba đi xin? Ba cũng không biết ba làm nên cái tội gì nữa, mà người yêu của ba bây giờ trở thành là vợ của ba. Trở thành là vợ của ba. La 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 la. Adu. Ba ha ha. Ba, ba mua con ngựa về làm chi vậy ba? Cho mẹ mày bắt cởi tập thể dục để xuống ký. Rồi mẹ có xuống ký không? Ba bữa xuống được 10 ký. Chúc mừng mẹ xuống ký. Không phải mẹ. Vậy chứ ai? Con ngựa. La 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 la. A du. Khi người ta mới yêu nhau á, người ta nắm tay hạnh phúc lắm phải không ba? Mà khi cưới nhau về ở chung với nhau rồi có còn nắm tay nữa không ba? Nắm càng chặt càng tốt. Hạnh phúc phải không? Không dám đâu. Vậy chứ nắm tay để làm gì? Nắm để tự vệ. Nắm để tự vệ. Mày buông ra nó quýnh mày nâu mắt liền. Mày buông ra nó quýnh mày nâu mắt liền. Ủa, anh nói bà về quê mà sao giờ bà còn ở đây? Đừng có nói là chảy tàu nha. Chứ còn gì nữa. Rồi bắt Năm đưa ba ra tàu. Rồi bắt Năm đâu rồi ba ở đây? Bắt Năm mày ông tới trước. Tàu chuẩn bị lăn bánh. Ông trưởng chạm đó, ông mới quăng hành lý với bắt Năm mày lên tàu luôn. Rốt cuộc rồi ai đi? Tao đi. Ông tới. Tao đi. Ông tới. Ba, con chó xúc xích á, nó khôn quá trời luôn mà sao ba bán cũ vậy ba? Công nhận con chó nó khôn thiệt. Nó biết ai là người quen, ai là người gian. Người quen thì nó quắt đu nó mừng rỡ, còn người gian là nó bay tới nó cắn liền. Vậy sao ba bán nó làm chi? Tại vì nó cắn ông già vợ tao mấy lần. Cắn ông già vợ tao mấy lần. La 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 la. Thời tiết thay đổi vậy, tao không quá uống gì hết ba. Khỏi. Con thọc cái mỏ qua bên kia, con nói tổ cha mày ba lần cho ba. Tổ cha mày. Ủa, cái này là phương pháp trị đau họng mới hả ba?
đâu có phương pháp gì đâu. Bà ghét cha bảy chó, nhờ con chửi giùm. Nhờ con chửi giùm. Bà bà mới được coi bối về, thầy bối nói tuổi của ba năm nay không có hợp với vợ, chỉ hợp với em vợ thôi. Chỉ hợp với em vợ thôi. Mà lương tâm đạo đức của mình nó có cho phép bỏ vợ? Thời buổi này rồi ba còn tin lời thầy bối, không nên bỏ vợ. Vậy chứ bằng cách nào? Tốt nhất là ba nên lấy cả hai luôn đi. Đù bà. Hôm qua nhà ông Tư Kẹo á, mượn cái búa đem về cho ba đóng cái này coi. Dạ. Ông không có cho mượn, tên là Tư Kẹo mà ba kêu qua bển mượn cái búa làm sao ông cho. Ông không cho mượn. Đúng là hàng xóm với nhau, cái tính kêu kỳ, khó sống, ích kỷ. Khỏi cả. Vô lấy cái chìa khóa, mở cái tủ lấy cái búa ra cho ba. Mở cái tủ lấy cái búa ra cho ba. À đù, sư phụ. Hàng xóm máng vốn nữa nè ba. Ba với mẹ có chuyện gì nữa hả? Nói thật thì mất lòng. Mẹ con bà nói bà muốn đi bơi cho nó ốm bớt. Ba mới nói thật là con cá heo ở dưới biển nó bơi suốt ngày mà nó có ốm đâu. Rồi kết quả? Kết quả lời nói thật của ba là vậy nè. Xui ghê á ba. Ông bị vợ ông lấy tiền hết trơn luôn. Ba còn xui hơn ông. Ba cũng bị nữa hả? Mẹ con lấy tiền hết trơn luôn, vậy mà không chịu bỏ đi. Vậy mà không chịu bỏ đi. La 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 la. Ba.